Chiếc bình gốm hoa lam cổ này được coi là báu vật của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc bình hiện đang được bảo quản nghiêm ngặt tại bảo tàng Hoàng cung Topkapi Saray tại Istanbul, nơi nổi tiếng với một kho tàng gốm sứ lừng danh và đồ sộ của châu Á. Kể từ khi được trưng bày tại bảo tàng này, chiếc bình luôn được chú thích là đồ Trung Quốc. Mãi cho đến năm 1977, sử gia nghệ thuật uy tín nhất về gốm sứ Đông Nam Á lúc bấy giờ là bà Roxana Brown dịch được dòng lạc khoản gồm 13 chữ Hán trên vai bình. Nguồn gốc của chiếc bình mới được xác minh. Thái Hòa Bát Niên, Tượng Nhân, Nam Sách Châu, Bùi Thị Ký Bút. Thái Hòa Bát Niên nghĩa là năm Thái Hòa thứ 8, tính ra là năm 1450, thế kỷ 15. Tượng Nhân là người thợ gốm. Nam Sách Châu chính là châu Nam Sách, mà ngày nay được xác định là huyện Nam Sách, làng Chu Đậu, tỉnh Hải Dương của Việt Nam. Từ đó, hiện vật này được bảo tàng đặt tên là chiếc bình An Nam, nghĩa là chiếc bình của Việt Nam. Trước những năm 1980, không một ai ở tỉnh Hải Dương biết rằng vùng này có nghề làm gốm. Và tất nhiên, họ cũng không biết rằng tổ tiên mình đã tạo nên một dòng gốm hoa lam cổ mà từ thế kỷ 15 đã nổi tiếng thế giới. Điều gì đã đánh thức một dòng gốm đỉnh cao ngủ quên gần 500 năm ở vùng đất này? Câu chuyện bắt đầu từ năm 1980 với bức thư của một cán bộ ngoại giao Nhật Bản gửi về lãnh đạo tỉnh Hải Hưng khi ấy. Tôi mới biết là Viện Bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bảo tồn một lọ hoa lam Việt Nam. Lọ ấy mang chữ Hán, có nghĩa là năm 1450, một người thợ tên là bà Bùi Thị Hy ở Nam Sách Châu vẽ hoa văn trên lọ. Bà Bùi Thị Hy là người như thế nào? Để trả lời được câu hỏi đó nhé, là nhiều năm đấy. Theo lời đề nghị của lá thư ấy, Bảo tàng của tỉnh và nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành được giao nhiệm vụ trực tiếp đi tìm xuất xứ của chiếc bình. Thì vào một ngày tháng 8 năm 1983 tôi về đó, thì tôi tìm ở các cái hố đào của người ta tôi vôi đó, ở nhà ông Bang thì rất nhiều mảnh gốm hoa lam. Một trung tâm gốm mỹ nghệ cao cấp đã được phát lộ ngay tại làng Chu Đậu Nam Sách. Gốm Tam Thái và tất cả các loại hình gốm nó đã được bộc lộ trong tầng văn hóa sâu từ 50 phân đến 2 mét. Và lấy về hàng vạn nhân vật, đó là vào những năm 90. Nhờ đề tựa trên vai chiếc bình hoa lam ở Thổ Nhĩ Kỳ mà giới khảo cổ đã có cơ sở tìm được đầy đủ các dấu tích của lò nung, con kê, bao nung, phế phẩm, thành phẩm, từ đó phát hiện được một dòng gốm men lam từ thế kỷ 15 ở ngay tại Nam Sách. Và vấn đề bây giờ là tìm ra ai là người chủ nhân của cái loại. Chỉ có cái tên duy nhất là Bùi Thị Hy Bút. Ở trong cái bình Thổ Nhĩ Kỳ mà nó được xác định niên đại tuyệt đối năm 1450 là rất sớm. Có trường phái khẳng định rằng nghệ nhân Bùi Thị Hy là người đã vẽ lên chiếc bình này. Chuyện kể rằng Bùi Thị Hy sinh năm 1420 là một đại gia gốm ở vùng Nam Sách, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Bà là cháu ngoại của Bùi Quốc Hưng, khai quốc công thần thời Lê. Bùi Thị Hy là một người phụ nữ kỳ tài, thông minh, biết võ nghệ, lại có biệt tài viết chữ và vẽ đồ gốm rất đẹp. Chồng bà Hy là ông Đạm Sĩ, chủ lò gốm Chu Trang, tức là gốm Chu Đậu bây giờ, và giàu nổi tiếng đương thời. Lần này ta sẽ chỉ huy thuyền đi xa hơn xuống phía nam, chỉ vài tháng sẽ về. Zano đã sắp xong 20 vạn món, tiện sớm mai chàng lên đường cho sớm. Nàng ở nhà bảo trọng. Sáu tháng đã trôi qua, sao chàng vẫn chưa về? Ha ha ha!
Sau 3 năm chịu tang chồng, bà Hí đồng ý tái giá với một người đàn ông họ Đặng khác, ông Đặng Phúc. Bà Bùi Thị Hí cùng ông Đặng Phúc tiếp tục làm gốm cao cấp để cung tiến cho triều đình và bán hàng cho các thương nhân trong và ngoài nước. Với bản lĩnh phi thường, bà Bùi Thị Hí đã trực tiếp chỉ huy nhiều chuyến hàng lớn vượt biển mang những sản phẩm gốm tinh xảo của mình sang bán ở phương Tây. Bùi Thị Hí qua đời năm 1499. Bà được người đời ngợi ca là một nghệ nhân, danh nhân, nữ hàng hải tiêu biểu của Việt Nam vào thế kỷ 15. Cái việc mà có bà Bùi Thị Hí hay không có bà Bùi Thị Hí, tôi cho là chắc phải tiếp tục làm cho nó rõ kỹ hơn. Tôi cho rằng là có thể cái lọ ít tham bôn ấy, có thể cũng là lò cung đình làm chứ không phải lò dân làm được. Bởi vì nó với cái kỹ thuật vẽ như thế, lò quan là lò cung đình ấy, mới tập trung được những cái người thợ giỏi nhất trong nước. Cái đó khả năng ấy đúng hơn. Câu chuyện về người đã tạo ra chiếc bình gốm này lại không hề đơn giản. Chính 4 chữ cuối, Bùi Thị Hí bút, trong dòng lạc khoản 13 chữ Hán trên vài bình đã dẫn đến những bất đồng trong cách lý giải về người đã tạo ra chiếc bình. Một trường phái khác lại không cho rằng 4 chữ này nghĩa là bà Bùi Thị Hí viết hoặc vẽ. Từ hí bút, nếu đi cạnh nhau có nghĩa khiêm nhường là vẽ chơi. Theo cách lý giải này thì có thể hiểu Bùi Thị Hí bút chỉ có nghĩa là một nghệ nhân họ Bùi vẽ chơi, chứ hoàn toàn không có người nghệ nhân nào tên là Bùi Thị Hí. Tôi thì tôi không tin, thì tôi vẫn nghiêng theo cái chiều hướng là họ Bùi vẽ chơi. Quan điểm của chúng tôi thì ghi nhận và công nhận là bà Bùi Thí là đương nhiên là có thật. Bởi vì là như thế thì chúng tôi mới làm nhà thờ đây. Lịch sử có nhiều khoảng trống. Tôi cho là bà Bùi Thị Hí, còn người khác tao đo thế nào đó là việc của người ta. Nhưng chân lý tôi chắc chỉ có một. Đến giờ phút này thì cả hai quan điểm đấy cũng không bên nào thắng thế. Sau biết bao tranh cãi, liệu tác giả của chiếc bình có phải là một người tên là Bùi Thị Hí, nhưng người ta vẫn ngợi ca là nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam hay không? Chúng tôi đã tìm về huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, chính là Châu Nam Sách như trên đề tựa của chiếc bình. Vậy thì chiếc bình An Nam đã được đi từ Châu Nam Sách đến Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào? Sản phẩm gốm chú đậu từ thế kỷ 15 đã được đem ra buôn bán giao thương ở nước ngoài ra sao? Năm thế kỷ đã trôi qua, liệu mảnh đất này còn lưu giữ những dấu tích nào để trả lời cho những câu hỏi ấy?